Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, nhu cầu sử dụng cát sỏi làm vật liệu xây dựng ngày càng tăng cao. Có thời điểm Bắc Hà được xem là điểm nóng trong khai thác cát sỏi trái phép, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Nhằm từng bước đưa hoạt động khai thác đi vào nề nếp, thời gian qua huyện Bắc Hà đã có nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấn chỉnh hoạt động khai thác theo đúng quy định của pháp luật. Thời điểm này, trên địa bàn huyện Bắc Hà có 5 tổ chức cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác cát sỏi. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Hà cơ bản đã được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Trong đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ủy ban Nhân dân huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Sau khi có quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh và có sơ đồ về các điểm mỏ, thì Phòng Tài nguyên Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện là tổ chức là bàn giao cái mốc giới, cái ranh giới vị trí khai thác cho đợt các xã có cho cái điểm mỏ đấy phụ trách, và thứ hai nữa là tổ chức giám sát cái việc cho đơn vị thì khai thác. Với phương châm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát sỏi bảo vệ môi trường, huyện Bắc Hà cũng tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng chú trọng kiểm tra, thanh tra hoạt động khai thác khoáng sản và môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban Nhân dân huyện đã kiểm tra xử phạt nhiều tổ chức cá nhân khai thác cát sỏi trái phép trên sông suối, đồng thời yêu cầu các đơn vị khai thác vận chuyển cát sỏi ký cam kết với Ủy ban Nhân dân huyện và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, đảm bảo trong hoạt động khai thác vận chuyển, không gây ảnh hưởng ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện Nghị định 23 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2020 về tăng cường quản lý khai thác cát sỏi, bảo vệ lòng bờ sông cũng được huyện đặc biệt quan tâm. Quản lý về cái khai thác khoáng sản với công tác môi trường ở dưới cấp ủy chính quyền địa phương là bây giờ phải khẳng định là tương đối tốt. Tương đối tốt nào là từ người dân đến chính quyền địa phương đều vào cuộc. Trên cái tinh thần là nếu có những cái hiện tượng mà khai thác ngoài cái ranh giới là một này, cái thứ hai nữa là gây ra ảnh hưởng đến môi trường thì đều có những kiến nghị qua những cái buổi tiếp xúc của Hội đồng Nhân dân và qua những buổi tiếp xúc họp giao ban thì đều có kiến nghị cả. Một trong những cái mà để cho cái công tác khai thác khoáng sản đi vào nền nếp. Để thực hiện tốt công tác quản lý khai thác khoáng sản, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tích cực quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở, đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý, tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản. Riêng Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát các hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn mình quản lý, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Xã thì cũng đã thành lập các cái xây dựng kế hoạch và thành lập tổ kiểm tra khai thác thường xuyên kiểm tra phối hợp liên ngành để kiểm tra. Thì gần đây nhất đó là cuối tháng 6 vừa rồi thì Ủy ban Nhân dân xã đã tiến hành kiểm tra, thì hiện nay thì các cái công ty khai thác này cũng đang chấp hành tốt các cái quy định về khai thác. Thế thì tuy nhiên thì trong quá trình khai thác thì nó cũng còn một số những cái hạn chế, đó là trong công tác vận chuyển khai thác vận chuyển cát trên địa bàn, đặc biệt là qua cái tỉnh lộ 160 ấy, thì đôi khi thì chúng tôi được biết rằng là có những lúc là cũng có những xe có thể là chở nó cũng chưa được đúng trọng tải. Để tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, thời gian tới huyện Bắc Hà tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật trong quá trình khai thác của các đơn vị được cấp phép. Cụ thể là việc cắm mốc giới, lập báo cáo giám sát môi trường, lập báo cáo định kỳ về hoạt động khoáng sản, lập phương án khai thác mỏ. Nếu xảy ra vi phạm nhiều lần, địa phương sẽ kiên quyết đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản.